chào các bác, xin chào anh em đang nghe nhạc. Đây là phiên bản Pioneer 7800 Mark đôi, trơn không có hồi gỗ. Mark đôi các bác nha, xin lỗi là nói từ trơn, bởi vì dòng 7800 này nó có phiên bản 7800 trơn. Nhưng hôm nay cửa hàng làm một chiếc hồi gỗ và đóng để cho em nó vào thử xem là lên hồi gỗ nó đẹp hơn ở mức nào. Thì trước khi cho hồi gỗ vào thì cửa hàng quay nó như thế này để anh em nắm được. Hình thức nha, hình thức đẹp tuyệt vời luôn, hàng bãi zin đét luôn, 7800 mắc đôi. Nếu nói đến dòng âm ly này thì nó là một mẫu âm ly nổi tiếng của hãng Pioneer rồi. Kích cỡ là 42, bề ngang đặc trưng của hãng Pioneer, mặt trắng phay nhôm, có đánh hai cầu loa A cộng B, có bát chép, có lao lớt, có cân loa, volume và đường vào tín hiệu, ống in tuner, phono. Ngoài ra hai đường vào là tép 1, tép 2, lao lớt. Trong nhạc với cái dòng này thì anh em bắt buộc phải để mức on, hoặc là những con âm ly khác cũng phải như vậy thôi nha. Đó, quay xung quanh sau đó cho hồi gỗ vào. Hình thức đẹp, hình thức đẹp keng các bác nha, bụi bặm. Đó, đây là mặt sau, nước sơn sáng bóng luôn. Đó, cửa hàng cũng chưa bao giờ cho một con hồi gỗ, một cái hộp gỗ vào con âm ly này, nên lần này thử đóng một cái hồi gỗ, một hộp gỗ vào, cho vào xem là cái phiên bản này trông có hộp gỗ nó như thế nào. 155W điện 100V, đánh những đôi loa bass 30 thoải mái các bác nhá. Điện 100, hai cầu loa A cộng B, trở kháng từ 4-16. Dòng này thì chạy sò 2 vít, một nguồn, hai tụ và tản nhiệt sư cả. Các bác đợi vài giây, cửa hàng sẽ mở nội thất ra. Bởi vì nếu mà cho hồi gỗ vào thì mở nó sẽ khó. Hộp gỗ chứ không phải hồi gỗ các bác nhá. Hàng bán ra bảo đảm hoạt động hoàn hảo, cũng như là bảo hành cho anh em yên tâm. Thì thật ra những con âm ly kiểu như thế này thì các bác không phải lo về chất lượng, bởi vì cửa hàng về đã test loa, test nhạc suốt ngày rồi, nên là về độ bền của nó thì khỏi nghĩ luôn. Bác cứ cắm đúng nguồn điện, không làm chập chạm dây loa thì nó sẽ rất bền. Đây là mặt bên trong, mặt bên trong nguồn sò tụ bao di luôn. Dây này trong vắt này. Đấy, hàng bao zin bao đẹp cho anh em. Dòng này thì nổi tiếng là dễ ghép loa, đấy là cái đặc điểm của cái dòng 7800 Mark đôi. Bao zin bao đẹp cho anh em, bao hoạt động hoàn hảo. Với con âm ly này có cả hồi gỗ thì cửa hàng báo giá cho anh em là 12.500.000 các bác nha, 12.500.000 cả hồi gỗ, cả hộp gỗ. Cái hộp này đi đóng nó còn tầm khoảng 900.000 các bác nha, 900.000 đấy các bác ạ. 900.000 chưa có công tiền ship đi lại, có nghĩa là mình phải đi lấy về. Đấy, đóng thẳng là 900.000, anh em phải hiểu như nào. Mà bán con đâm ly này
tổng cả hộp gỗ là 12.500.000. Điện thoại à, cửa hàng trên tấm biển kia ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông, chung cư Văn Phú Victoria. Anh em có thể ghép với những dòng loa Pioneer hoặc những dòng loa Nhật, loa Bose, loa JBL tuyệt phẩm với cái dòng 7800 Mark đôi này, bởi vì nó đã tạo lên cái thương hiệu về chất âm rồi. Bây giờ sẽ cho hộp gỗ vào. Đóng hộp gỗ vào. Cho hộp gỗ vào các bạn nha. Trông khá lạ. Lần đầu tiên cửa hàng nhét con này vào hộp gỗ. Nhìn nó cũng khá lạ. Chưa bắt được cái chân vào nên là nếu để chân lên nó sẽ đẹp hơn anh em nhá. Để chân lên thì trông nó cao hơn, trông đẹp hơn. Bán cả hộp, bán rẻ cho anh em là 12.500.000. Đóng kiểu này thì nó giống với dòng âm ly Marzahn. Dòng âm ly Marzahn người ta hay đóng kiểu như thế này. Dòng Sansui thì nó đóng phẳng ra, phẳng hết ra này.